Cô xin chào tất cả các em. Cô xin tự giới thiệu, cô tên là Bùi Thị Thu Trang, giáo viên toán của trường phổ thông chất lượng cao Hùng Vương. Cô rất vui khi được đồng hành cùng các em trong tiết học ngày hôm nay. Trước khi vào bài học, các em cùng theo dõi hình ảnh sau và trả lời câu hỏi. Đây là sân bóng đá nào? Kích thước của sân là bao nhiêu? Chắc hẳn đã có rất nhiều bạn có câu trả lời rồi. Và cũng trùng với câu trả lời của cô. Đây chính là sân bóng đá vô cùng nổi tiếng Old Trafford ở Vương quốc Anh. Được ví như nhà hát của những giấc mơ, Old Trafford đã trở thành ngôi nhà của câu lạc bộ Manchester United vào năm 1910. Sân bóng đá Old Trafford không chỉ đẹp mà còn là nơi tiếp lửa đam mê bóng đá cho biết bao thế hệ cầu thủ cho đến ngày hôm nay. Vậy có bạn nào quan tâm đến kích thước của sân không? Bài học ngày hôm nay của cô sẽ giúp các em trả lời câu hỏi ấy. Chương 4. Biểu thức đại số. Bài 1. Khái niệm và giá trị của biểu thức đại số. Bài học ngày hôm nay của chúng ta gồm có 3 phần chính như sau. 1. Khái niệm về biểu thức đại số. 2. Giá trị của biểu thức đại số. 3. Các dạng bài tập. Bây giờ, chúng ta sẽ vào phần đầu tiên, khái niệm về biểu thức đại số. Các em quan sát ví dụ sau. Trong ví dụ trên, cô có các số được liên kết với nhau bởi các phép toán cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa. Và đây được gọi là biểu thức số. Sau đây, các em cùng quan sát 3 biểu thức và trả lời câu hỏi, đây có phải là biểu thức số không? Chúng ta dễ dàng nhận ra ba biểu thức ở ý C, D, E. Ngoài chứa các số và dấu các phép tính, chúng còn chứa thêm các chữ. Vậy, ba biểu thức này có tên gọi là gì? Đây chính là biểu thức đại số. Biểu thức đại số là những biểu thức gồm các số và chữ đại diện cho số cùng với các phép toán cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa gọi là biểu thức đại số. Như vậy, trong biểu thức đại số còn chứa thêm các chữ và các chữ có vai trò như thế nào? Trong biểu thức đại số, các chữ đại diện cho các số tùy ý gọi là biến số hay gọi tắt là biến. Các chữ đại diện cho các số không đổi gọi là hằng số. Chúng ta cùng quay trở lại ví dụ đầu tiên để nắm rõ hơn về khái niệm biểu thức đại số. Ở ý C, vì sao cô khẳng định đây là biểu thức đại số? Các em dễ dàng nhận ra biểu thức C có chứa các số 21, chứa dấu phép toán cộng và chứa chữ. Do vậy, theo định nghĩa, đây được gọi là biểu thức đại số và có biến là x. Tương tự, ý D cũng là một biểu thức đại số. Vì giữa các số và các chữ được nối với nhau bởi các phép toán. Biểu thức D có hai biến là x và y. E cũng là một biểu thức đại số vì số 12 và biến x được nối với nhau bởi phép nhân và phép toán nâng lên lũy thừa. Biểu thức này có biến là x.
Như vậy chúng ta đã hiểu khái niệm về biểu thức đại số rồi. Cách viết biểu thức đại số như thế nào? Chúng ta cùng vào phần tiếp theo. Các em chú ý, khi viết biểu thức đại số, chúng ta không viết dấu nhân giữa các số và các chữ hoặc giữa các chữ. Chú ý thứ hai, trong một tích, chúng ta sẽ viết số trước, viết chữ sau. Trong một tích có chứa thừa số 1 thì chúng ta sẽ lược bỏ đi thừa số 1. Ví dụ, 1 nhân x, cô giáo viết gọn 1x hay chính là x. Trong một tích có chứa thừa số trừ 1, chúng ta sẽ lược bỏ đi thừa số 1 và thay bằng dấu trừ. Ví dụ, âm 1x, chúng ta lược bỏ đi âm 1 và thay bằng dấu trừ. Vậy, cô giáo được âm x. Chú ý thứ tư, chúng ta dùng các dấu ngoặc để chỉ thứ tự thực hiện các phép tính. Sau đây, các em cùng quan sát ví dụ 2 để chúng ta nắm rõ hơn quy ước này. Đầu tiên, cô giáo có biểu thức âm 1 nhân với x mũ 2 nhân y. Để viết gọn biểu thức trên, cô giáo nhận thấy trong biểu thức có chứa tích. Do vậy, chúng ta áp dụng quy ước 1, chúng ta lược bỏ đi dấu nhân để biểu thức được gọn hơn. Ngoài ra, trong biểu thức có chứa thừa số âm 1, do vậy chúng ta cũng lược bỏ đi âm 1 và thay bằng dấu trừ. Chúng ta được âm x mũ 2y. Tiếp theo, chúng ta có biểu thức a nhân 3 nhân b. Trong biểu thức này cũng chứa phép nhân. Do vậy, theo quy ước 1, chúng ta lược bỏ đi dấu của phép toán nhân. Ngoài ra, trong biểu thức có chứa cả chữ và số. Do vậy, áp dụng quy ước 2, chúng ta sẽ đưa số 3 lên trước chữ A và B để được 3AB. Biểu thức đại số có ý nghĩa thực tiễn như thế nào và có những bài toán nào liên quan đến biểu thức đại số trong thực tiễn? Chúng ta cùng đi xét ví dụ số 3. Một hình chữ nhật có chiều dài x mét, chiều rộng y mét. Phần A, viết biểu thức tính diện tích hình chữ nhật theo x và y. Phần B, Old Trafford là sân bóng đá có chiều dài 105 mét, chiều rộng 68 mét. Hãy tính diện tích sân. Các em cần đọc kỹ đề. Với câu hỏi ở ý A, viết biểu thức tính diện tích hình chữ nhật, các em cần nhớ lại công thức tính diện tích hình chữ nhật là chiều dài nhân với chiều rộng. Do vậy, ở ý A, chúng ta sẽ viết được biểu thức tính diện tích hình chữ nhật theo x và y như sau. S bằng x nhân y, hay cô giáo viết gọn S bằng xy, đơn vị là mét vuông. Cô giáo ký hiệu đây là biểu thức 1. Với ý B, sân bóng đá Old Trafford có hình chữ nhật và có chiều dài đã biết, chiều rộng đã biết. Vậy, áp dụng công thức ở biểu thức 1, chúng ta sẽ dễ dàng tính được diện tích của sân bóng đá Old Trafford như sau. Thay giá trị x bằng 105m, y bằng 68m vào biểu thức 1, ta được S bằng 105 nhân 68 và bằng 7140m². Vậy, chúng ta kết luận diện tích sân bóng đá Old Trafford bằng 7140m². Qua ví dụ 3. Khi có biểu thức đại số xy,
nếu biết các giá trị cụ thể x, y thì chúng ta sẽ dễ dàng tính được giá trị của biểu thức này tại x đã biết và y đã biết như chúng ta thấy ở phần B. Bằng cách thay giá trị đã biết của x, giá trị đã biết của y vào biểu thức 1. Vậy 7140 gọi là giá trị của biểu thức xy tại x bằng 105, y bằng 68. Giá trị của biểu thức đại số được tính như thế nào? Chúng ta cùng sang phần 2 nhỏ, giá trị của biểu thức đại số để biểu hiểu hơn nhé. Với ví dụ số 3, cô giáo lược bỏ đi một số thông tin để được một bài toán ở ví dụ số 4 như sau. Tính giá trị của biểu thức xy tại x bằng 105, y bằng 68. Chúng ta dễ dàng tính được giá trị của xy bằng hai bước. Bước 1, chúng ta tiến hành thay giá trị x cụ thể bằng 105, y bằng 68 vào biểu thức xy đã cho ta được 105 nhân 68 bằng 7140. Ta nói 7140 là giá trị của biểu thức xy tại x bằng 105, y bằng 68. Như vậy, chúng ta đã tính được giá trị của biểu thức đã cho tại giá trị của biến xác định bằng hai bước. Bước 1, thay giá trị của biến vào biểu thức đã cho. Bước 2, thực hiện phép tính. Trong phần kết luận, chúng ta chú ý, khi kết luận giá trị của biểu thức thì chúng ta cần kết luận giá trị biểu thức xy tại điểm nào. Ví dụ ở đây, chúng ta kết luận giá trị của biểu thức xy tại giá trị x bằng 105, y bằng 68. Bởi một biểu thức sẽ có rất nhiều giá trị khi chúng ta thay giá trị của x và giá trị của y. Ngoài cách nói trên, người ta còn nói tại x bằng 105, y bằng 68 thì giá trị của biểu thức xy là 7140. Qua ví dụ 3 và ví dụ 4, chúng ta có thể rút ra được cách tính giá trị của một biểu thức đại số như sau. Để tính giá trị của một biểu thức đại số tại giá trị của các biến, chúng ta có hai bước làm. Bước 1, ta thay các giá trị đó vào biểu thức. Bước 2, thực hiện các phép tính. Vậy là phần 1 và phần 2 đã cung cấp cho chúng ta khái niệm về biểu thức đại số và giá trị của biểu thức đại số. Để củng cố kiến thức lý thuyết ở trên, cô trò mình cùng vào các dạng bài tập như sau. Dạng 1, viết biểu thức đại số. Bài 1, viết các biểu thức đại số biểu thị tổng của x và y, tích của x và y, tích của tổng x và y với hiệu của x và y. Với dạng bài tập này, để viết được biểu thức đại số, chúng ta cần xác định được cho cô hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất là phép toán, yếu tố thứ hai là đối tượng của phép toán. Ý A, tổng của x và y, chúng ta xác định được ngay phép toán ở đây chính là phép toán cộng. Đối tượng của phép toán là hai biến x và y. Do vậy,
cô giáo viết được biểu thức đại số biểu thị ở ý A chính là x cộng y. Với ý B, bước đầu tiên các em xác định cho cô giáo phép toán. Ở đây, tích của x và y, do vậy chúng ta xác định được phép toán là phép toán nhân với từ chìa khóa tích. Đối tượng của phép toán là x và y, do đó chúng ta viết được biểu thức đại số là x nhân y hay viết gọn là xy. Với ý C, tích của tổng x và y với hiệu của x và y. Bước 1, xác định phép toán. Từ chìa khóa tích cho chúng ta phép toán nhân. Từ tổng của x và y, hiệu của x và y, chúng ta xác định được hai đối tượng của phép toán. Đối tượng thứ nhất, tổng của x và y, chúng ta có phép cộng x cộng y. Hiệu của x và y, chúng ta có phép trừ x trừ y. Do vậy, chúng ta có biểu thức đại số biểu thị ở ý C như sau: x cộng y nhân với x trừ y. Cô giáo lược bỏ dấu nhân để được cách viết gọn như các em nhìn thấy. Từ bài toán số 1, chúng ta rút ra được nhận xét muốn viết biểu thức đại số, chúng ta cần xác định hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất là phép toán, yếu tố thứ hai là đối tượng của phép toán. Chúng ta cùng đến với bài tập số 2 với một ví dụ thực tế như sau. Cường mua 10 quyển vở, mỗi quyển vở giá x đồng và 2 chiếc bút bi, mỗi chiếc giá y đồng. Hỏi Cường phải trả tất cả bao nhiêu tiền? Với bài toán này, chúng ta cũng tuân theo hai bước như chúng ta đã thực hiện ở bài toán 1. Đầu tiên, các em xác định phép toán của bài toán. Việc xác định phép toán dựa vào câu hỏi Cường phải trả tất cả bao nhiêu tiền. Vậy, từ chìa khóa tất cả bao nhiêu tiền đã cho chúng ta câu trả lời. Phép toán ở đây là phép toán cộng. Phân tích tiếp bài toán. Cường mua 10 quyển vở, mỗi quyển vở giá x đồng. Như vậy chúng ta có đối tượng thứ nhất. Một quyển vở giá x đồng thì muốn mua 10 quyển vở, Cường sẽ phải trả số tiền là 10 nhân x. Đối tượng thứ hai, Cường mua 2 chiếc bút bi với giá y đồng. Như vậy, để mua được bút bi, Cường sẽ phải trả số tiền là 2 nhân với y. Hai đối tượng 10 nhân x và 2 nhân y được nối với nhau bởi phép toán cộng. Do đó, cô giáo có câu trả lời như sau. Cường phải trả tất cả số tiền là 10 nhân x cộng 2 nhân y đồng. Cô giáo viết gọn 10x cộng 2y đơn vị là đồng. Ở đây, x và y là giá tiền, do vậy x và y lớn hơn 0. Ví dụ 2 giúp các em thấy được biểu thức đại số với các bài toán trong thực tế. Và một nhận xét quan trọng nữa là các em xác định được phương pháp giải của dạng toán viết biểu thức đại số. Muốn viết biểu thức đại số, các em cần xác định hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất là phép toán, yếu tố thứ hai là đối tượng của phép toán. Chúng ta sang dạng toán số 2. Tính giá trị của biểu thức đại số. Phương pháp giải cho dạng toán này, chúng ta tuân theo hai bước. Bước 1, thay chữ bởi giá trị số đã cho. Trong bước 1, các em cần chú ý các trường hợp phải đặt số trong dấu ngoặc. Các em nhớ
Đặt số trong dấu ngoặc. Bước 2, chúng ta thực hiện các phép tính. Trong bước 2, các em cũng cần chú ý đến thứ tự thực hiện các phép tính. Bây giờ, chúng ta sẽ vào ví dụ sau. Bài tập số 3. Tính giá trị của biểu thức 3x trừ 5y cộng 1 tại x bằng 1 phần 3, y bằng âm 1 phần 5. Dựa vào phương pháp tính giá trị của biểu thức đại số mà chúng ta vừa nêu, chúng ta sẽ đi theo hai bước. Bước 1, chúng ta thay giá trị cụ thể của x và y vào biểu thức đại số đã cho. Cô giáo có thay x bằng 1 phần 3, y bằng 1 phần âm 1 phần 5 vào biểu thức đã cho, ta được 3 nhân với mở ngoặc 1 phần 3 đóng ngoặc trừ đi 5 nhân với mở ngoặc âm 1 phần 5 đóng ngoặc cộng 1 bằng 3 nhân 1 phần 3, cô giáo có kết quả bằng 1. 5 nhân với âm 1 phần 5, cô giáo có kết quả bằng âm 1. Và trước đó có dấu trừ, nên cô giáo được dương 1 cộng với 1 và bằng 3. Chúng ta kết luận, vậy giá trị của biểu thức đã cho bằng 3 tại x bằng 1 phần 3, y bằng âm 1 phần 5. Các em cùng nhìn lại các bước của bài toán 3 để tính giá trị của biểu thức đã cho. Bước 1, thay giá trị của số vào biểu thức. Bước 2, thực hiện phép tính. Trong quá trình làm bước 1, chú ý đặt số trong dấu ngoặc. Trong quá trình thực hiện các phép tính, các em cần chú ý đến thứ tự thực hiện các phép tính. Phần kết luận giá trị của biểu thức, các em cũng cần chú ý đến việc phải kết luận giá trị biểu thức đã cho tại giá trị cụ thể của x, của y như thế nào. Bởi giá trị của một biểu thức đại số thay đổi phụ thuộc vào giá trị của biến. Chúng ta cùng đến với bài tập số 4 để hiểu hơn về cách tính giá trị của biểu thức đại số. Bài 4, tính giá trị của biểu thức 2x bình phương trừ 3x cộng 5 tại giá trị tuyệt đối của x bằng 2. Nội dung của bài tập số 4, chúng ta thấy có điểm khác với nội dung bài tập số 3. Khi bài toán 3 cho biết giá trị x cụ thể, y cụ thể, thì ở đây bài toán 4 cho chúng ta biết giá trị của x thông qua giá trị tuyệt đối của x bằng 2. Như vậy, chúng ta cần làm thêm bước đầu tiên, đó là khai triển giá trị tuyệt đối. Dựa vào kiến thức đã học, cô giáo có giá trị tuyệt đối của x bằng 2, suy ra x bằng 2 hoặc x bằng âm 2, hay cô giáo viết gọn x bằng cộng trừ 2. Bước tiếp theo, chúng ta lựa chọn giá trị đầu tiên để thay vào biểu thức, đó là với x bằng 2 thay vào biểu thức đã cho, ta được. Chỗ nào có giá trị x, cô giáo sẽ thay bằng 2. Vậy, cô giáo được 2 nhân với 2 mũ 2 trừ đi 3 nhân với 2 cộng 5. Sau quá trình tính, chúng ta được kết quả bằng 7. Trong bước này, tại vị trí của x, cô giáo thay bằng vị trí của 2. Cô giáo đưa giá trị 2 vào trong ngoặc. Trong việc thực hiện phép tính, cô giáo thực hiện phép nhân trước, cộng trừ sau.
Tiếp theo, với giá trị x bằng âm 2, cô giáo thay vào biểu thức đã cho để được. Vị trí của x, tất cả đều được thay bằng âm 2. 2 nhân với mở ngoặc âm 2, đóng ngoặc tất cả mũ 2, trừ đi 3 nhân với mở ngoặc âm 2, tất đóng ngoặc, cộng với 5. Thực hiện phép tính này, cô giáo được kết quả bằng 19. Vậy, chúng ta có thể dễ dàng kết luận được giá trị của biểu thức đã cho bằng 7 tại x bằng 2 và bằng 19 tại x bằng âm 2. Các em cần kết luận đầy đủ như trên. Như vậy, khi bài toán chưa cho giá trị cụ thể của x mà cho giá trị của x thông qua giá trị tuyệt đối thì bước 1 các em cần phải khai triển giá trị tuyệt đối để tìm xác định được các giá trị cụ thể của x như nội dung bài tập 4. Bây giờ, câu hỏi đặt ra là ngoài cách cho giá trị cụ thể của x và cho thông qua trị tuyệt đối thì còn có dạng toán nào để xác định giá trị của biểu thức không? Chúng ta cùng vào dạng toán số 3. Tính giá trị của biểu thức khi biết mối liên hệ giữa các biến. Đây là dạng toán nâng cao hơn hai dạng toán trên. Vậy phương pháp giải của dạng toán này là gì? Chúng ta sẽ sử dụng các biểu thức liên hệ giữa các biến để xác định giá trị của các biến hoặc biểu thị biến này qua biến kia. Bước 2, chúng ta thay vào biểu thức đã cho để tính giá trị của nó. Cô giáo nhắc lại, bước 1, chúng ta sử dụng các biểu thức liên hệ giữa các biến mà bài toán cho để xác định giá trị của các biến hoặc biểu thị biến này qua biến kia. Đây là bước vô cùng quan trọng và là chìa khóa để giải bài toán. Để hiểu rõ hơn, chúng ta cùng vào bài tập số 5. Tính giá trị của biểu thức x mũ 4 trừ đi x nhân với y mũ 3 cộng với x mũ 3 nhân với y, trừ đi y mũ 4 trừ 1, biết x cộng y bằng 0. Nội dung của bài tập số 3, chúng ta thấy rằng bài toán cho ra một biểu thức với hai biến x và y, nhưng không cho giá trị cụ thể của x và y mà cho biểu thức liên hệ giữa x và y, đó là biểu thức y bằng 0. Vậy muốn tính được giá trị của biểu thức đã cho này, chúng ta cần đi biểu thị giá trị của x theo y hoặc biểu thị y theo x bằng cách sử dụng quy tắc chuyển vế, cụ thể như sau. Từ x cộng y bằng 0 suy ra x bằng âm y. Ở đây cô giáo chuyển y sang vế phải và đổi dấu để được x bằng âm y. Sau khi biểu thị x qua y, cô giáo sẽ tiến hành thay vào biểu thức đã cho. Tại vị trí của x, bây giờ cô giáo sẽ thay tất bằng giá trị âm y. Cụ thể, x mũ 4, cô giáo thay giá trị âm y và được âm y tất cả mũ 4. Trừ đi x nhân với y mũ 3, cô giáo sẽ được trừ đi mở ngoặc âm y đóng ngoặc nhân y mũ 3. Cộng x mũ 3 nhân y, cô giáo sẽ thay âm y vào vị trí của x và được âm y tất cả mũ 3 nhân y, trừ đi y mũ 4 trừ 1.
Sau đó, chúng ta nhận thấy âm y tất cả mũ 4. Vì 4 là số mũ chẵn, nên chúng ta được kết quả y mũ 4. Trừ đi âm y nhân với y mũ 3, ta được cộng với y mũ 4. Trừ đi y âm y mũ 3 nhân y, chúng ta cũng được trừ đi y mũ 4. Và cuối cùng là trừ y mũ 4 trừ 1. Đến đây, chúng ta thấy rằng chúng ta có thể rút gọn biểu thức này để được âm 1. Vậy, giá trị của biểu thức đã cho bằng âm 1 khi x cộng y bằng 0. Nhìn lại bài tập số 5. Tính giá trị của một biểu thức với mối liên hệ giữa các biến. Cụ thể là hai biến x và y liên hệ bởi x cộng y bằng 0. Cô giáo đã làm theo 3 bước. Bước 1, biểu thị giá trị của x theo y bằng cách xuất phát từ mối liên hệ x và y, x cộng y bằng 0 để sử dụng quy tắc chuyển vế và biểu thị được x bằng âm y. Sau đó, ở bước 2, cô giáo sẽ thay giá trị của x. Chỗ nào có x, chúng ta đều thay bằng âm y và rút gọn biểu thức này để được giá trị cụ thể âm 1. Như vậy, trong bài học ngày hôm nay, chúng ta đã học 3 nội dung và các em cần nhớ kiến thức như sau: 1. Khái niệm về biểu thức đại số, 2. Giá trị của biểu thức đại số, 3. Các dạng bài tập. Về nhà, các em cần ôn lại các kiến thức của bài học, làm các bài tập trong sách giáo khoa và chuẩn bị bài tiết sau, đó là định lý Pythagore. Cảm ơn các em. Hẹn gặp lại các em trong video lần sau của cô nhé. Chúc các em học tập tốt và ngày càng yêu thích môn toán hơn.